Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Âm Vang Điệu Chèo. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chương trình, chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn về một vùng quê của tỉnh Thái Bình để cùng tìm hiểu về những nét đặc sắc của nghệ thuật chèo và đặc biệt là sự mộc mạc gần gũi trong lối hát, câu diễn của các câu lạc bộ nghệ thuật chèo của các vùng quê trong tỉnh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ với câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, nơi mà tiếng hát chèo đã gắn bó sâu rễ, bền gốc trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Mê Linh là một trong những vùng quê ở Đông Hưng sớm có các cánh chèo nổi tiếng, những làn điệu chèo ăn sâu vào đời sống của người dân vùng quê này. Cho đến nay, từ niềm đam mê với nghệ thuật, với bộ môn nghệ thuật chèo của quê lúa, Mê Linh đã có hai câu lạc bộ chèo ở các thôn làng, nơi người dân lưu giữ những làn điệu chèo của quê hương. Chèo là một môn nghệ thuật truyền thống của địa phương xã Mê Linh và đã ra đời rất là sớm, từ những năm đầu của thế kỷ 20. Đặc biệt là trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp ấy, thì xã Mê Linh đã thành lập các cái câu lạc bộ chèo để đi cổ vũ động viên cho phong trào kháng chiến. Thế và từ đó đến nay thì phong trào văn hóa văn nghệ và đặc biệt là cái bộ môn nghệ thuật chèo đã luôn luôn phát triển đồng hành với sự phát triển của đất nước cũng như là sự phát triển của địa phương, được sự cái hỗ trợ của cấp trên cũng như là cái nguồn xã hội hóa và cái kinh phí của địa phương, thì chúng tôi cũng đã đầu tư cho câu lạc bộ chèo của xã, mời các đồng chí cán bộ của Trung tâm Văn hóa Thể thao của huyện Đông Hưng về để các đồng chí dàn dựng và dạy cho các cái diễn viên mới để tiếp tục là các cái điệu múa và các cái bài hát đúng theo với lại cái yêu cầu. Thế và chúng tôi cũng đã đầu tư mua sắm cho các cái trang thiết bị cho câu lạc bộ chèo của xã, toàn bộ trang âm, loa máy và các cái xăng phim để tạo điều kiện cho các diễn viên câu lạc bộ chèo với tổng kinh phí là trên 50 triệu đồng. Từ niềm đam mê và sở thích của người dân Mê Linh với nghệ thuật chèo truyền thống cũng đã được chính quyền địa phương tiếp lửa bằng những sự cổ vũ, động viên từ vật chất tới tinh thần để câu lạc bộ hoạt động có quy mô và bài bản hơn. Qua đó đã giúp câu lạc bộ chèo Mê Linh ngày càng thu hút thêm được nhiều thành viên và hoạt động chuyên môn nghệ thuật cũng nhờ đó nâng cao hơn. Khi mà tôi vào tham gia câu lạc bộ chèo tôi rất là thích, tâm hồn rất là phấn khởi, mọi người rất là nhiệt tình khi mà làm công việc, nhưng mà đến tối đến là rất là nhiệt tình để đến tham gia câu lạc bộ chèo, là ai cũng rất là phấn khởi. Thế thì cũng để trong quá trình công tác thì cũng luôn nhớ về quê hương, nhớ về những làn điệu chèo của quê hương. Thế thì bản thân cũng sáng tác rất nhiều thơ. Và từ thơ thì muốn để cho mọi người được biết đến những nội dung đấy thì tôi đã chuyển thể thành những làn điệu chèo cho mọi người đều dễ học, dễ hát, dễ nhớ. À, thì mục đích thì những làn điệu chèo này thì cũng muốn cho mọi người, từ những người già thì bao giờ người ta yêu quý rồi, nhưng lớp trẻ các bạn cũng phải tiếp cận được cái môn nghệ thuật này để lưu giữ trong cuộc đời sống của người dân. Chỉ trong hơn một năm kể từ khi chính thức ra mắt, câu lạc bộ chèo của xã Mê Linh, huyện Đông Hưng đã đoàn kết xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tập hợp thêm thành viên tham gia, tích cực luyện tập để khẳng định hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, góp phần duy trì và phát triển nghệ thuật chèo, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi thành lập đến nay thì câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng đã tham gia tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương và đặc biệt là đã đưa tiếng hát chèo tới gần hơn với công chúng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những điệu hát chèo rất mượt mà, đàm thắm đến từ các thành viên trong câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng.
say đắm lòng tôi. Sân đình đông đúc mọi người ra xem, từ cụ già tới các em hân hoan phấn khởi trong đêm hội nàng. Lời hát đi xuống đi sao?
Và các bạn, Thái Bình được ví là cái nôi của nghệ thuật hát chèo. Từ những câu lạc bộ như câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng chính là cơ sở để Thái Bình tiếp tục gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi trò chuyện với ông Trần Văn Phan, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng để cùng nghe những câu chuyện đầy thú vị về chèo. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn ông Trần Văn Phan cũng như các thành viên trong câu lạc bộ chèo đã tham gia chương trình Âm Vang Điệu Chèo ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, tôi xin chào chị Thanh Mai và chào tất cả quý vị và các bạn. Vâng, thưa ông Trần Văn Phan, vừa rồi thì tôi đã được xem câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng biểu diễn và thấy rằng là bà con vẫn giữ được cái lối diễn rất là mộc mạc, gần gũi. Thế nhưng cũng thể hiện được cái sự bài bản trong cách dàn dựng, mặc dù không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Vậy thì bí quyết nào tạo nên điều đó thì ông có thể chia sẻ được không ạ? Trước khi mà chúng tôi để dàn dựng một cái chương trình thì xin báo cáo với chị là câu lạc bộ chèo của chúng tôi đã thành lập cái ban chuyên môn về nghệ thuật chèo để chuyên rằng chúng tôi dàn dựng và chúng tôi sẽ gọi là chỉ đạo để cho các cái diễn viên đi vào lề lếp và diễn nó mang tính chất là có người chỉ đạo. Đấy, báo cáo với chị như vậy. Thế nên rằng là trong cái dàn diễn viên trong cái thời gian vừa qua thì là các chị em là rất chấp hành theo cái quy định của cái ban chuyên môn về nghệ thuật chèo của xã, nên là dàn dựng rất là công phu và biểu diễn thì báo cáo với chị là các chị em là rất là nhiệt tình và đến bây giờ cũng rất là thành công. Vâng, vậy thì để có thể hát và diễn được những cái làn điệu chèo như thế thì các thành viên trong câu lạc bộ mình đã phải luyện tập như thế nào ạ? Thưa chị là đối với câu lạc bộ chèo thì các cái diễn viên của câu lạc bộ chèo thì chúng tôi là cũng chỉ đạo cho các cái diễn viên là luyện tập theo cái sự hướng dẫn của ban chuyên môn. Đấy. Mặc dù các bác là trong ban chuyên môn là những người đã có kinh nghiệm trong việc nghệ thuật chèo, thế nên là các bác là hướng dẫn cho các cái diễn viên là hát theo đúng nhịp điệu, đúng nhịp phách theo hướng dẫn của các bác trong bộ phận chuyên môn đó. Thế nên là các diễn viên là hát là cũng tương đối là tốt. Vâng, có thể thấy rằng là tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đến với câu lạc bộ chính là từ tình yêu dành cho chèo, đúng không ạ? Và chính nhờ tình yêu dành cho nghệ thuật chèo mà đã giúp cho nghệ thuật chèo được lưu truyền và gìn giữ cho tới ngày hôm nay, để làm cho chèo vẫn giữ được cái hồn cốt của dân tộc. Và khi nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thì bản thân ông cũng như các thành viên trong câu lạc bộ đã thấy được cái niềm tự hào và trách nhiệm như thế nào? Thì chúng tôi rất là vinh dự và cũng rất là tự hào. Sau cái đó thì chúng tôi cũng phải thấy rằng là cái sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo địa phương và đặc biệt là sự nhiệt tình của các diễn viên nhạc công trong câu lạc bộ chèo. Và với cái niềm tự hào đó thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà giữ gìn bảo tồn cái di sản văn hóa của Mê Linh nói riêng và của tỉnh Thái Bình chúng ta nói chung. Và chúng tôi cũng được biết rằng là câu lạc bộ chèo của mình không chỉ thu hút những người lớn tuổi tham gia mà tại Mê Linh thì rất nhiều các em nhỏ cũng có thể hát chèo và say mê với chèo. Vậy thì câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng đã làm như thế nào để lan tỏa nghệ thuật chèo đến với giới trẻ? Vâng, thưa chị là
các cháu thì nó rất là đam mê, thấy mà người lớn mà các người lớn hát ấy thì là các cháu là rất là thích. Đấy, trong cái thời gian vừa qua là các cháu ở trường tiểu học và trung học cơ sở là các cháu là thấy là câu lạc bộ chèo của xã Mê Linh là các bác các anh các chị là hát, thế nên là các cháu là rất là ham muốn và các cháu là nói rằng là các chú các bác là cho chúng cháu được học hỏi và chúng cháu được muốn làm diễn viên chèo. Hãy xin báo cáo với chị vậy. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Văn Phan, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, cũng như các thành viên trong câu lạc bộ chèo. Và cũng xin chúc cho ông cũng như các thành viên của câu lạc bộ sẽ luôn luôn có được ngọn lửa đam mê với chèo để nhân dân tiếp tục được lắng nghe những lời ca điệu hát của những người nghệ sĩ quê hương để tiếp tục lan tỏa và gìn giữ nghệ thuật chèo của quê hương. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục đến với những làn điệu chèo đầy ngọt ngào, đằm thắm và thiết tha từ những thành viên của câu lạc bộ chèo xã Mê Linh, huyện Đông Hưng. Châu Nông nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, hoa đường phương tươi nở, phong cảnh thật hữu tình, muốn cùng nàng thâu canh nhấp chén rượu